của nó là 29888S ha. Giá của nó là 285.000. Đây là ly, còn đây là cái hộp thiết, và là mình sẽ bỏ đá vô rồi mình đậy nắp lại để giữ lạnh, sau khi đủ lạnh thì mình gắn vào máy, rồi mình đổ một ít sữa rồi mình quay đều để tạo ra một lớp màng ở trên bề mặt của nó, rồi mình cạo ra sẽ thành kem ha. Cái này không sử dụng điện hay pin gì hết trơn á, này là mình làm hoàn toàn từ cơ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đóng hộp lại và giao cho chị Hoa ở quận 11 nha. Cảm ơn các bạn đã xem.